ok đúng không? Chắc ông ok nhưng mà giá cũng rất ok luôn. Chỉ có 1 triệu ngoài bộ vàng to như vậy thôi. Vàng này là vàng trung nên kích thước của nó to gấp đôi so với vàng mini thông thường. Em xin giới thiệu, đây là vàng trung model là Pioneer B40. Vàng này về thì chỉ có 1 thớt thôi, không có cái thớt thứ hai. Thông thường nếu mà đúng ra là vàng này có 2 thớt. Thớt này là Amly kim luôn Aqua Laser, còn cái thớt kia là CD kim cassette. Thì cái thớt CD cassette nó không có về, nó chỉ về 1 thớt là mình nghe qua ngõ AUX hay đầu Avera 3.5 để nghe nhạc nha. Thì các anh nào chuyển đủ 100% á, em tặng luôn cho mình một nhẫn dây kết nối điện thoại để về mình nghe nhạc của Nhật. Dây của Nhật nha, tặng là tặng dây xịn chứ không phải lấy dây dởm để tặng các anh đâu. Vàng này chức năng chính là nghe qua điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AUX 2 đầu Avera 3.5. Nếu các anh chuyển tiền đủ 100% em tặng dây kết nối luôn của Nhật. Còn nếu mà các anh cọc á thì em không có tặng nha. Cái nào em nói rõ ràng đâu ra đó, không thể nào mà khuyến mãi khi CD được. Vàng này thì mình có thể sử dụng tốt cho phòng tầm 30m2, hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm trung vàng thì liên hệ em. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ vàng này vui lòng cọc giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Vui lòng nhắn tin đến số Zalo 0931008099 để bên em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các anh tham khảo rồi mình chốt hàng nha. Em ship toàn quốc nên các anh khỏi lăn tăn suy nghĩ, chỉ cần cho địa chỉ là em có thể ship tới nơi tặng nhà cho mình. Chiều cao của lo là 38 cm, chiều ngang của cả bộ vàng là 68 cm. Em xin nhắc lại chiều cao là 38 cm nha. Vàng này hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V và sử dụng tốt cho phòng 20-30m2. Nãy giờ mình nghe nhạc qua tiếng hát Thanh Tuyền rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhạc qua tiếng hát của Khánh Ly đi. Mà vàng này thì mình có thể chỉnh được rất là nhiều. Các anh đợi chút xíu nha, em mở cái... Trên vàng này mình có thể chỉnh được chế độ Aqua Laser. Aqua Laser á, thì em chỉnh chế độ Eco. B bass là tăng bass thì em đã chọn nè, em chọn tăng bass nè, chọn Aqua Laser là Eco. Thì các anh thích Aqua Laser như thế nào các anh chỉnh lại, hoặc là chỉnh chế độ bên đây. Đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố cố kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Yên vui ấm áp cuộc đời, tìm môi nhau cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em, xin cho tôi như cơn ngủ dù em đưa em. Pioneer B40 công suất của Amly là 42W, đưa em vào đời ngõ ao ít có nói điện thoại. Cái nào mua chuyện đủ em sẽ tặng. Đây là lo phía bên tay trái, đây là lo phía bên tay phải. Công suất lo là 40W trên cặp lo. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng liên hệ 0931008099. Lưới lo không tháo được nha. Lưới lo này mình không tháo được. Đây nó dính liền như vậy. Bass của nó là 16 cm. Bây giờ em xin kết thúc clip test.